Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ báo giá một số dòng cá độc lạ do mình lai tạo ra. Tất cả đều đã thân rồi nha mọi người. Mời mọi người xem video. Đầu tiên là dòng Dumbo Red Tide đuôi tròn nhỏ. Đây là bộ cá mới bên mình cải thiện. Tai bơi to, xanh đen đậm, đuôi tròn đỏ đậm. Và bộ này có giá là 100k một cặp. Còn loại này cũng là Dumbo Red Tide, đuôi tròn nhỏ, tai bơi to đậm. Có giá là 60k một cặp, combo 5 cặp là 200k. Dumbo Red Tide đuôi lớn, loại này còn tơ nha mọi người. Có giá là 60k một cặp, combo 5 cặp 200k. Bên mình cũng có loại Dumbo 20-30k một cặp. Thì cá nó sẽ tơ hơn loại này chút nha mọi người. Tiếp theo là dòng gồng xanh Indo, loại này tầm trung, có giá là 150k một cặp. Còn đây là dòng Neon Blue BDS Big Tail. Video này mình quay dưới ánh nắng, gồm có cá cha và những đứa con của nó. Còn video này mình quay có đánh đèn đỏ cá không đỏ nước, không có chỉnh sửa gì hết nha mọi người. Mọi người thích dòng này thì inbox Zalo cho mình nhé. Full Gold Gain 20k một cặp, combo 20 cặp là 200k. Full Gold Ghi Bông 40k một cặp. Còn đây là dòng cá mới mình đã thử rồi nha mọi người. Mình chưa biết đặt tên gì hết. Nhìn nó giống như một bông hoa. Mình thấy mấy anh bên Thái Lan có loại cá giống giống như vậy mà đặt tên là hoa bông lan, rồi hoa anh đào, sakura. Mọi người có tên nào hay cho mình xin ý kiến nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồng đỏ tai bơi lớn, loại này có giá là 150k một cặp. Còn đây là dòng Galaxy J-Ren. Dòng này được nhiều anh em đam mê guppy Việt Nam và thế giới yêu thích. Vì con cá này nó có màu xanh lá, nó nằm trong nhóm màu hiếm đó mọi người. Mình có đăng vô những hội nhóm nước ngoài được nhiều người yêu thích và ủng hộ.
và mình cũng bán đi nước ngoài được một số nước rồi nha mọi người. Mọi người thích dòng này thì inbox Zalo cho mình nhé. Tiếp theo là dòng Ivory, loại này có giá là 200k một cặp. Còn loại này có giá là 70k một cặp, combo 5 cặp là 250k. Còn đây là dòng Galaxy One Gen, đã thần ngự nha mọi người. Cuối cùng là combo cá thủy sinh gồm 30 chóng và 30 mái, có giá là 200k. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.